Ô, mọi người, hôm nay quả mọc như rừng. Vì sao? Vì là hơn một tháng liền nó mưa, chưa cắt đi được cái rau. Rau này nó là cái rau thai lai này. Rau này ngày xưa là ăn tốt lắm rồi này. Mấy hôm nữa thì mới có cắt quả cho chúng nó được. Chứ mà không để như thế này thì nó tùm mà cái quả trầm nó sẽ chết hết. Mọi người có nhận ra con nào không? Nhận ra con nào không? Người Vin bẩn quá còn chưa tắm được. Hoa đấy, hoa hồng đấy. Thôi được rồi, mấy đứa không ồn nào. Không ồn nào. Đây là con của Siro. Đây là Vin. Su không ồn, mấy đứa không ồn. Lại đằng kia chơi. Nào, két. Két. Sẹo vào trong đi. Đang hóng là sẹo. Đấy, Vin ra đây đi, rũi quả đi. Rũi quả đi, ngày kia anh cắt. Mai lại không được ra, để cho quả nó lại ngóc đầu lên thì mới cắt được. Chứ cho ra này định không cho ra, nhưng mà định quay video mấy con chó con hôm thứ bảy chủ nhật vừa rồi. Thì về Thái Bình nó lại mưa, thế là không quay được. Thôi, đi ra kia chơi. Hóng cái gì, có gì hóng. Đây là siro con. Nhìn nó giống siro. Kẹp. Không ngồi nào. Nhức đầu lắm. Này cho nó ra là lại phải chờ 2-3 hôm nữa mới cắt quả được. Để cho nó lại ngóc đầu lên. Quả nó phải ngóc lên thì mới cắt được. Định không cho ra nhưng mà thôi được rồi, Vin lại đằng kia chơi. Vin lại đằng kia đi, Vin chơi đi. Ra giữa vườn kia ra đấy đầy hoa kìa. Được rồi, thời tiết nó ẩm thành ra hầu như là trên người con nào cũng có vết nấm. Bôi thuốc rồi nhưng mà nó còn chưa mọc lại lông. Ok, rồi ra kia chơi. Hai đứa ra chơi với nhau chứ không có xoa. Xoa có một tay xoa làm sao được. Một tay còn cầm điện thoại. Cũng có tinh thần né cây phết. Cái cây tía tô kia nó mọc lên nó né. Nhưng mà cái lúc bình thường thôi, chứ còn lúc mà mải chơi thì thôi đấy. Lúc mải chơi thì cây nào cũng đè hết. Nên là mấy cái cây khế này trồng ở đây là phải quay rào sắt lên. Chứ nó không mà nó quọ. Nó quọ gãy hết. Lại thằng này chưa. Đi chơi, đứng giữa vườn đi. Ok. Đây đang phải che tạm bằng che tạm mấy chuồng này để cho chúng nó đỡ ồn. Ấy thì mọi người ai mà chờ, ai chờ cho con, chờ cho con thì hẹn mọi người cuối tuần sau. Tuần sau sẽ có video. Vì đợt này mình trực tiếp chăm chó ở trại, thành ra là phải cuối tuần thì mới về được. Cuối tuần thì mới về để quay cho con được. Chó con hôm vừa rồi về cân thử thì chúng nó được khoảng tầm 4 cân rưỡi rồi. Đúng ra là quay video để chọn chó thoải mái rồi đấy. Mà nhưng mà vì là cái thời tiết cái hôm ngày thứ bảy và chủ nhật ở Thái Bình thì nó lại mưa. Nó mưa thì không quay được. Vì là muốn quay video cho con là muốn quay ngoài trời. Để cho mọi người nhìn cho nó rõ nét. Thì mọi người mới ngắm mới chọn được.
Này, ngày xưa mà qua cái rau thải này này mà nấu canh là thích lắm đấy này. Mà thực ra cái rau này ăn là cũng là cái rau tốt cho đường ruột lắm đấy, nhuận tràng. Rau này có khi cắt quả rồi thu nó gọn vào rồi có khi hái về làm một hai bữa canh thải lài được. Ôi không ồn nào. Đây là két con của Siro. Con của Siro đàn đầu. Đợt này là nó hạt nó bị hết, thành ra là chuyển sang cho chúng nó ăn cơm gà. Cơm gà thì nó bị một cái thời gian nó làm quen. Con chó nó không được mỡ màng lắm. Nó mất một thời gian để nó làm quen. Nếu mà không có gì thay đổi thì cuối năm nay là cái hạt cho chó nó sẽ ổn định. Đấy, Vin đấy. 7 tuổi. Như con thanh niên. Vì nó muốn vào chuồng rồi á? Hả? À? Chơi thêm tí nữa. Trời ơi. Cả tháng mới được ra ngoài chơi. Nó mưa cho cả tháng. Quả mọc lên. Tháng mới được ra ngoài chơi mà mới chơi được chưa được 10 phút đã muốn vào trong chuồng nằm rồi. Ra ngoài lượn lờ thế thôi. Như thực ra như bọn này, nếu mà mọi người nuôi ấy, mà mọi người nuôi ở trong ô chuồng thả theo giờ thì một ngày chúng nó chỉ cần được thả 30 phút là mỹ mãn rồi, là chúng nó với chúng nó thế là thoải mái rồi. Nhưng mà có thể là thả được, nếu mà thả được 2 lần mỗi lần 15 phút thì là tối ưu, sáng chiều là với chúng nó là mỹ mãn đấy. Còn trừ khi là chủ chơi với nó thì nó ở ngoài chơi bao lâu cũng được. Còn nếu mà như thế này là chủ bận, chủ quay video này thì nó đấy, nó chơi tí xong rồi nó muốn vào chuồng ngay. Vì vào chuồng nằm nó thoải mái hơn. Ngoài này ra ngoài này chơi tí thôi, tức là không đâu bằng ở nhà. Ở nhà là nó là cảm thấy nó thoải mái. À cũng là tại vì đây, quay cho mọi người xem sơ qua cái ô chuồng. Tại vì thực ra là như bọn này của mình thì có trong trường hợp mà nó có không ra được thì chúng nó ở trong chuồng nó cũng rất là thoải mái. À, mỗi một cái ô nó khoảng tầm 25 m², 25 chắc cỡ đấy, 25 m, 20-25 m. Một chiều là hơn 3 m, một chiều là khoảng 7 m. Vin ơi, ra đây chơi đã. Tự mở cửa vào chuồng. Thôi được rồi, thế thì vào chuồng đi. Kép Vin. Vậy chán rồi thì vào đấy. Đấy, tự vào. Két. Két. Nào. Làm sao đấy làm quen đấy. Người quen đúng không? Hôm nay là có mấy con cún chuyển từ nhà sang. Con két này ngày bé nó ở nhà là nó quen bọn đấy. Hôm nay đúng dịp hôm nay là mới cho bọn mấy con lạp xưởng ở nhà sang. Cho nó ở bên này cho nó thoải mái. Ý. Đây chờ tí anh lấy nước cho. Đang hết nước. Nóng bức uống hơi nhiều nước đấy nha mọi người. Nếu mà mọi người chờ cho con thì mọi người chờ cho con thì mọi người đang đợi bắt cho con thì mọi người chờ mình một tuần. Tuần sau mình sẽ quay video cho con. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo đây. Vì ở trong ngôi chuồng nó rất là rộng. Đây nó như thế này. Ô chuồng nó rất là rộng như thế này, thành ra là sân trước sân sau. Thành ra là như chúng nó ở trong chuồng, chúng nó không được ra ngoài thì chúng nó ở trong chuồng chúng nó vẫn thoải mái. Một cái ô như thế này là nuôi một con hoặc là hai con. Nó một được một cái thì nó ở với nhau cho nó có bạn cho nó vui. Nó hòa thuận thì nó ở với nhau cho có bạn cho có vui. Còn
Nếu mà không, bình thường là cho một mình một con một ô chuồng này thôi. Mỹ mãn nha, sướng không? Đây chờ tí nha anh lấy nước nha. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhé.